Trời ơi, chưa trời chưa chặt mà nó ra đây nó ngồi nè. Ôi ôi, nắng quá trời nắng luôn. Thanh niên, ê, đi vô nhà. Trời ơi, chứ mày ra đây làm gì? Đi vô nhà. Cho thư thả chút xíu, tao muốn trong nhà. Thôi đi vô nhà đi, ở ngoài đây nắng lắm đó con. Tao mới ngồi ngoài này chứ. Kiểu như tao suy nghĩ một số chuyện thôi. Có gì đâu, không mới xuống dưới nhà tao ở đi cũng được nữa, ở vài ngày đi rồi nói chuyện với anh Khánh lại sao. Chứ ở trên đây hoài mày buồn hiu à. Trời nắng muốn chết nè, đi vô nhà. Đi rồi đó, anh gọi anh Ken sao? Thì kêu anh Ken xuống dưới nhà tao luôn. Vô đi, đây nắng muốn chết. Ngồi với lại tao thấy phiền, như là dưới đó thì sự. Với lại kiểu như chuyện tao với Khánh có, nói chung không phải là chuyện tao với Khánh gì nữa mà. Vậy rồi xong rồi xuống đầu phiền. Gia đình chị Tiền ở dưới đó tao không có muốn vậy. Không có sao đâu anh Niên ơi. Thấy sao rồi, thấy ổn không vậy? Không ổn, mày nghĩ giờ tao đi rồi nó lại nói tao này kia cái nọ. Tao với mày làm clip cho anh chị Tiền với là anh Khánh đi. Tâm trạng người ta làm cái gì luôn, trời ơi, cứ ngồi ở đây hoài không làm video rồi em mà mốt là cũng đi tiêu rồi ngồi không làm chung nữa, buồn lắm. Mày nói với tao là còn làm chung vì trang trọng đó, vậy giờ mày làm clip với tao đi, mày cứ ngồi buồn vậy tụi tao cũng đâu có vui đâu. Chị Tiền bà mới xuống kìa, giờ mày làm clip cho anh bà đi. Thôi đừng khóc nữa. Qua giờ tao cũng đi chỗ khác rồi. Đừng khóc nữa trời anh Niên. Có mày chỉ tiền về đây rồi, nó còn giờ nó cũng biết hút mày đi rồi nó làm sao nó này kia. Tao biết rồi. Nếu mà mày cảm thấy khó chịu hay là buồn bực gì đó, mày kiếm chỗ nào đi cho nó phay phả đi. Chứ cứ ở nhà chịu đựng hoài sao chịu nổi. Mình cũng là con gái mà. Vậy mà tao chịu đựng được nhiều cái lắm luôn. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn mà. Người ta có gồm hài là đó, kiểu như ai cũng vậy, như chiếc bong bóng mà bơm quá thì cũng sẽ nổ thôi à. Thôi mày ấy, mày ngủ với chị Tiền quen nhau cũng hay cãi nhau hoài đó, nhưng mà chị Tiền chưa bao giờ nói giống như anh Khánh hết. Nhưng mà nói chung là mỗi người một tính. Mà thôi đừng buồn nữa, bây giờ vô làm clip cho anh đi cho nó vui, đừng khóc nữa. Đây, đừng khóc nữa. Thôi như tao về mày đó nha. Đi vô làm clip cho anh chị Tiền với là anh Khánh đi. Thì cho anh gì mới được. Không mới tay với mày à. Quen nhau đi. Tao ngủ với nhau luôn. Ngủ với nhau ở trong phòng Khánh luôn. Rồi ha, chị Tiền mà vô bắt gặp một cái không biết là bả sẽ như thế nào. Vô coi phản ứng của hai người đó, với lại thử lòng anh Khánh coi còn thương mẹ hay không. Ừ, đi vô hai đồ đi. Đừng có buồn nữa, đi. Rồi giờ mới đỡ nắng lại luôn nè. Đi vô đây nè. Chị Tiền á với lại anh Khánh đi nói chuyện riêng rồi nghe các bạn. Đi nói chuyện ở đằng đây nè, xíu nữa hai người đó về. Bây giờ mặc đồ vô đi. Ủa lộn, hai đồ ra đi. Sáng mày ăn gì chưa? Ăn rồi, để tôi vô lấy cáp rồi ra làm nghiêng rồi. Ok, đi. Thôi mở đèn lên. Đóng cái cửa ra đi để hai người đó về. Giờ nào cũng hay luôn á. Đừng có buồn, phải vui lên. Cười lên. Mày phải cười lên, mày phải cười tươi lên. Ừ đúng rồi, ừ. Hello. 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 Kiếm cáo nào mà khở hở, tao không có áo thì họ tao cởi áo ra luôn. Trời. Không sao đâu, họ tao cởi áo ra có gì đâu. Mắt luôn rồi chứ mẹ mắt thiệt. Hai đồ đi. Ok, hai đồ. Con mèo dễ cưng quá.
Ok các bạn ơi, bây giờ Tí Anh nó mặc đồ xong rồi nè. Mình không nhận ra nó luôn, tại vì mặc vô cái này thì nó lạ quá các bạn ơi. Bây giờ hai đứa tụi mình sẽ bắt đầu clip cho anh thôi. Hôm nay tụi mình không có tâm trạng làm clip nên clip này có buồn hay là vui gì các bạn thông cảm cho tụi mình nha. Tại tụi mình cũng mới chích vaccine về nè nên cũng còn rất là mệt luôn. Nhưng mà mình cố gắng quay clip cho các bạn xem. Bây giờ Tí Anh nó mặc đồ xong rồi. Tao đâu, đâu, đây qua coi. Ở ngoài sao có cái hình xăm ý nghĩa là gì vậy? Đây nè. Chỉ là một kiểu như cái bông khép kín là giống như nội tâm của tôi. Giấu kiểu chỗ nào mình đặt ở đâu á? Giấu kiểu đặt ở đâu? Không biết phản ứng của hai người đó anh sẽ như thế nào nữa. Chắc chắn ông Khánh này ông la làng luôn cho coi. Giấu cái gì này chứ anh sao đây? Thấy không? Mình đã chôm được cái cây này rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra. Ôi banh banh nó ra giùm tao thôi. Ổn không? Ủa sao cây này nó muốn lụng lời vậy? Ok bây giờ đỡ vô trong kẹt đi. Nó cũng là nhân vật gấp gáp thôi. Rồi bây giờ tao đặt gốc. Bây giờ mình sẽ đặt gốc các bạn ơi. Mấy người đó cũng không để ý tới mấy cái này đâu. Ok đây, các đây, bạn đây. Ơi bây giờ mình đặt gốc xong rồi mình lấy đó mình ngồi thử Tiếng Anh. Ok. Ơi nằm xích qua đây nè, nằm xích qua đây nè. Ừ. Sao mình quay qua đây đi cho sáng hả? Để tao sửa, tao sợ mấy người đó phát hiện chết. Kệ kệ khép cái hái vô coi. Không biết hai người đó chừng nào về nữa. Ờ cũng hơi giống đó. Rồi bây giờ mình sẽ lại mình nằm nha các bạn. Chắc chị tiền bây giờ ba quản hốt quá. Đây để tao sửa cái gốc lại. Ấy mình phải để vô trong kẹt các bạn ơi. Rồi. Rồi ok. Ổn không ta? Ổn. Dạ. Đã bắt quạt lên, không biết chừng nào ai người đó về nữa. Chắc xí về tại thấy đi cũng lâu rồi. Bây giờ mình ăn bánh chén đi. Giờ mấy anh em nó đau lắm các bạn ơi. Giờ không nó sẽ bật gì luôn đó cho ta. Khóc thiệt không tiếng em. Nghe giờ em biết cảm xúc của bà điện ha. Bả ha, nó sẽ không biết bao nhiêu nào. Chưa thấy hả? Rồi, chị Tiền ơi em xin lỗi chị nghe chiếc này. Ê lỡ giờ bảo ghen quá rồi bảo ấy sao mày mới giận con mày. Trời người ghen với ông Khánh thế đúng rồi ông Khánh. Nghĩ Khánh nó sẽ giận đến nỗi mà nó đặt đồ gì kêu hay là nó sao? Không, ông giận thôi chứ ông không la đặt đồ tôi biết đến nữa mà. Mẹ đó em cưng con mà dễ gì ông la mày. Năm bơ mà bánh chén này tụi mình mua ăn ngon quá các bạn ơi. Chỉ có 15k thôi, rẻ lắm luôn á. Mình quay lấy tiếng Anh một thời gian nữa thì mình sẽ đi đâu mày? Đồng Tháp. Đúng rồi, mình sẽ đi về mẹ của mình các bạn ơi. Để mà ổn định ở dưới rồi xong tiếng Anh mà có thời gian thì sẽ xuống chơi với mình và quay clip với mình. Thì nói chung là mình sẽ quay với anh Khánh với tiếng Anh một thời gian. Mà ông Khánh cái này ổng sao sao á. Mình muốn đem tiếng Anh về dưới nhà mình ở chung với tụi mình luôn đó các bạn ơi. Thấy được không? Cho em một con phải bồn nữa chứ. Ôi hồi nhỏ mày đi học á mày có làm chị đại không Dũng? Trời ơi dễ gì hết nghe ghê. Kiểu dạy tao vậy. Vậy như kiểu tao ăn thẳng á. Nếu như ai làm gì làm tao học học á. Không có thằng kia với ai á. Cái gì chờ không tin hả? Đừng thấy tao xong rồi mà nghĩ tới là giang hồ nha bà. Rồi xong rồi nào? Xong cũng kiểu như là cái này là bạn bè cũng chơi thôi. Nhưng mà nó cũng có ý nghĩa đặc biệt với tao á. Ta cũng xăm nhưng mà mình xăm lên da thịt mình mà chứ đâu có xăm lên cái gì cũng đâu có nói lên điều gì đâu. Cái gì vậy?
ra. Ủa còn hai đứa làm gì vậy? Làm cái eo vậy, trần trần cái mặt vậy làm cái gì nữa đó. Mày bên đây, mày bên đây. Ha, mày đây 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 đây, hai đứa căng, hai đứa này, tao bảo đảm mày luôn. Thêm một lũ với nhau. Cánh rồi nào? Một lũ với nhau, một lũ hết. Hai đứa này canh cho hai đứa này. Đừng có một lũ nha, đừng có lôi từ lũ này lũ kia ra nha. Không phải chó này kia, không phải động vật mà kêu là lũ nha. Không phải một lũ cho hai đứa này như vậy mà hai đứa mày ở ngoài không biết. Hai đứa mày ngoài làm gì không biết. Ủa ngủ. Ủa mất mơ gì ngủ. Ủa ngủ em ở nhà em, phải, em có cái nhiệm vụ gì em phải canh hai bả. Ủa không lẽ hai bả vô phòng tâm sự á, cho em nghe với, cho em vô với. Tâm sự. Trời ơi trời, quần áo mà sập sai vậy tâm sự. Làm gì vậy? Rồi làm gì mà vô đây đông như vậy? Có gì gõ cửa cũng được mà làm gì mà xúm nhau vô đây kỳ cục với vậy trời? Thầy coi nè. Trời nóng vô, sao thấy em với nó vậy? Chắc anh nóng nè. Em làm cái gì vậy? Thì nóng em với nó ấy em ngủ thôi mà. Hai đứa gái nha, phải có làm gì đâu. Trời ơi, trước sau cũng vậy thôi. Ngủ mất gì cỡ đồ. Thôi, coi nè, nè. Ủa em có coi chị gái gì không? Chị đi nói chuyện với Khánh hồi sáng giờ đang cho mấy đứa mình giải quả nhau. Rồi em ở nhà với gì đó hả? Càng gì giải thích nữa, mọi chuyện rõ ràng rồi. Trời ơi ta. À lúc đầu á thì ta tưởng nó là nhỏ này với là Ken. Ai ngờ. Bớt chị trò đi nha. Chị trò gì chứ một lỗi nào mà. Hiểu lầm ta, em còn phải xin lỗi người ta. Hiểu lầm gì? Ủa, mất mớ gì hai mẹ nhà mà không biết gì hết. Mất mớ gì hai đứa mẹ nhà không biết gì hết mà bây giờ hiểu lầm. Ủa? Không lẽ quen vô phòng ơi làm gì vậy? Trời ơi tao với tiền chơi chung nhau cuối cùng hai tao. Rồi mọi người ra ngoài với em. Hai đi. Hai đi. Dạ. Có cái thầy xem á ha. Giờ sao má chị... em ngồi nằm đây hoài vậy? Chị với anh ra ngoài cho em thay đồ cái. Thay gì nữa trời trời đã chấp nhận vậy với nhau thôi thôi ta cởi cái áo. Ủa thì ta ngủ bình thường như nhau bình thường thôi mà. Kiểu như là wow. Ngủ thì ngủ thôi. Wow. Ủa em với nó tâm sự này kia cái nào ngủ thôi chứ có gì đâu. Một đứa là gại anh. Đó còn một đứa đây nè bạn tao. Còn mày là gái tao mà mày là ở chằn chồn với là cô nhỏ này mà cô nhỏ này là gái của như này mà như là bạn tao thú vị vãi cả chữ thú vị thì sự trời luôn. Trời thú vị thì sự luôn. Nhìn em đặt gốc của thằng đó kìa. Nhìn cái méo gì em ơi. Em làm nước cho anh mà anh Ken nhìn đi. Dạ yeah, vui với ta à, vui thật sự luôn. Kịch đi hài vãi chữ. Ủa rồi em biết á hiện tại mọi người đang vì em làm nước cho anh nữa. Em chăm vui không? Nhưng mà em có đặt gốc em cho mọi người mà. Thôi. Vui chưa? Dạ em kêu chứ cái chăm giải thích giùm em coi chỉ cho nữa mà. Chị được rồi. Thôi coi mấy kìa thì mấy cái bạn để cho hai đứa em vậy em đặt gốc lên chứ vậy? Ai biết được hết, ai biết được. Chị đừng có giận con trà Tú. Nó chỉ muốn làm để nó thử lòng Khánh giúp em thôi chứ không phải là nó làm cố tình. Thử lòng coi Khánh còn thương tiếc anh thôi ạ. Ủa mất mớ gì? Ủa ê ê ê đem chuyện tình yêu qua giỡn không? Đem tình cảm qua giỡn. Có gì đâu thương lòng? Có gì đâu thương lòng? Thương lòng của méo gì đây trời? Trời ơi! Hai đứa gặp giận giờ bây giờ là nói thử lòng tao. Ôi quái tình, phải cả tình. Phải cả tình. Tao chỉ muốn thử lòng cho mày biết mày còn thương tao mày còn cái gì với tao không thôi. Ôi em ơi em đừng bỏ anh mà em quên tao với anh. Dạ dạ. Mày đừng có làm thái độ nữa cả tao hết rồi đó. Em anh đang nghĩ em rồi. Anh quay lại em quá. Dạ, ở lại với anh đi. Sàm quá à. Dạ vậy hả? Ủa sàm mày sàm sao em? Quá vui, vui không đây? Vui cự tiền, cự tới chứ tiền. Vui không? Mày vui không? Cự đi. Một lọ nè, một lọ. Mày đừng có chỉ trò nha, cái chỉ trò cho mày có thấy cao không? Mày có thấy cao không? Chỉ còn nó chôn thôi. Chôn hả? Nó làm clip chôn vui, nói chung là đây cũng là chôn vui thôi. Cái chèo vô lỗ đây. Cự nè. Vui. Vui kìa, ghen quá ghen. Thôi mà anh ghen đấy, anh ghen. Mày đi ra được cũng chạm nó nữa. Ủa? Phải mày như cái mà phải mày như cái này là chị Tiền đang ghen gì Tú nó như vậy với tao còn tao mày cũng đang ghen nha. Mày ghen cái gì mày vô mày nói tao con người tao tệ bạc mày nói tao cắm sừng mày các kiểu mày vậy là mày ghen hả? Đúng rồi. Hay là mày đang mày à tao hiểu rồi ý mày là ghen vậy phải không? Chứ là người em đừng làm vậy với anh mà. Thôi mày đi ra đi mày đi ra đi em đừng làm vậy với anh ghen cái đó vừa lòng mày chưa? Cái thầy Tú nè chị Tú đang quay nè anh nói gì anh ca anh Khánh. Rõ ràng là đang cầm máy nè. Thôi, khỏi giải thích nhiều ha. Khỏi giải thích nhiều. Tao nãy giờ tao với cô Tiền đi với chảo với cái tay bốn mày làm gì? Một lũ thôi. Lũ. Ê, không có giỡn anh đang nghiêm túc. Em có giỡn anh không? Tự nhiên anh kêu em là một lũ. Ủa, không một lũ chứ gì nữa.
Rồi ơi, vô cái tự động cái chuyện đồng một chị sẽ ra cái hai đứa mày vô không nói câu nào hết chứ. Không phải lũ chẳng qua là tụi mày biết trước chân rồi. Vậy thôi, trời ơi quá à. Quá vui. Quá mắc cười luôn. Còn nó trôn mà, tới đây nó mặc đồ mà đâu phải nó không mặc đồ luôn. Trời ơi, thôi. Không có gì đâu. Thôi đừng có giận mà. Thôi đừng có ghen, đừng có giận như tao nè. Đây nè, còn biết phải ghen là phải ghen như tao à. Ghen là phải tao chỉ cho ghen mày ghen gì vậy. Mày im mẹ mồm đi. Ghen phải như tao. Ê, chuyện của tao. Tao ghen chứ người yêu của tao. Nè, tao ghen rồi đi lên. Đừng có bỏ anh mà. Đừng có bỏ anh. Cũng ghen coi. Ủa, tao tao. Ê, vậy là mày thấy sợ mày là ghen hả? Thiệt cái gì tao ghen mà nó còn vậy đó mày ơi. Kỳ vậy. Mày còn thương tao thì mày nói mày ăn tiếng mày Khánh ơi. Không có ai mà ghen người như vậy. Đáng lẽ như chị Tiền mới gọi là ghen. Cứ ghen sao? Ghen sao mới giống? Chị Tiền mới gọi là ghen đó. Ghen hả? Ghen. Ủa Tiền mày ghen gì hả? Tao không có ghen. Chị Tiền thương tốt biết bao nhiêu mà chị Tiền chị thấy cái cảnh đó thôi là chị ấy quạo liền. Còn mày quạo theo sao? Mày quạo, mày có quạo không? Hay là mày vô mày mỉa mai tao? Mặt tao gì mà không quạo? Mày hứa tao con người này chi cái nọ vậy? Cái mặt tao gì mà không quạo? Mày coi thử mặt tao giống quạo không? Mặt gì mà không quạo? Người tổn thương người khác thì sao nhớ rõ mình đây đã làm gì? Và giờ em khóc thì cũng chẳng đi làm gì. Đâu phải cho anh chuyện tình anh mà là việc.